quái vật đáng thương nhất. Mình nghĩ là SCP-096. Mọi người biết sao không? SCP-096 bị xích lại như một con chó. Đầu còn bị trùm không thấy đường. Ông Gen Nguyễn hãy giải cứu nó đi. Ai khuyên mình giải cứu con SCP-096 vậy? Có bị điên không hả? Thả nó ra là nó làm khổ xã hội á.